Mẹ Kim Ngân khẳng định không ai thừa kiện Thúy Nga. Những ngày qua, ồn ào giữa danh hài Thúy Nga và ca sĩ Kim Ngân thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Em họ Kim Ngân lên án Thúy Nga vì xâm phạm đến quyền riêng tư của đàn chị. Ngay lúc này, mẹ Kim Ngân chính thức lên tiếng. Mới đây, mẹ ca sĩ Kim Ngân thông qua YouTube để chia sẻ về ồn ào giữa con gái và nữ danh hài Thúy Nga. Bà gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thúy Nga vì đã luôn và chăm sóc con gái mình trong khoảng thời gian dài. Gần đây, Thúy Nga vướng phải ồn ào khi em họ ca sĩ Kim Ngân tố cô lợi dụng chị gái, thậm chí xâm phạm quyền riêng tư, lừa chị gái đi cắt tóc. Chính điều này dẫn đến việc Thúy Nga không thể tiếp xúc và chăm sóc cho Kim Ngân được như trước. Đáng nói, Thúy Nga còn bị cảnh sát mời lên làm việc vì tin đồn đánh đàn chị Kim Ngân. Đối với những lùm xùm này, mẹ ca sĩ Kim Ngân vẫn khẳng định, tin tưởng Thúy Nga, bà nhắn gửi đến nữ danh hài hải ngoại. Con đừng lo, không ai thừa kiện con đâu, cô rất ủng hộ con. Trước đó, Thúy Nga đã có những trải lòng về việc dành nhiều tình cảm, quan tâm cho đàn chị nhưng không được đón nhận, cô bộc bạch. Trải qua những ngày tháng giúp đỡ chị Kim Ngân trở lại chính mình, đến ngày hôm nay thì chặng đường cũng được 50%. Bắt đầu chính bản thân Thúy Nga lại gặp trắc trở, rất là mệt mỏi. Nhưng thật sự là Nga cũng rất mừng và tương lai chị Kim Ngân sắp trở về với gia đình người thân của chị. Kim Ngân sắp có nhà mới, cùng ở với em trai và sẽ bình an. 3 tháng dài bên cạnh ca sĩ Kim Ngân, nay bỗng dưng không còn tiếp tục, danh hài Thúy Nga cũng cảm thấy hụt hẫng. Nhưng hơn hết, cô mong người chị của mình sẽ được gia đình lo lắng đầy đủ, sống bình an tại ngôi nhà mới. Những chia sẻ của mẹ Kim Ngân cho thấy vẫn đang có người trong gia đình ủng hộ việc Thúy Nga đứng ra chăm sóc lo cho Kim Ngân. Hiện tại, những lùm xùm đã có phần lắng xuống, song khán giả vẫn thắc mắc liệu Thúy Nga có được gặp Kim Ngân nữa hay không.